Jo. Còn thằng ôn ở đâu rồi? Có hai thằng nhảy ở đây mà. Lắm đường gọi là nhìn nguy hiểm vãi, nhìn là thấy nguy hiểm rồi, đi xuống không chơi lửa phải ép được. Nhìn cái holo thì bắn AK. Cá mình đừng có người. Chúng nó bắn nhau kỳ sâu trong cái nhà này luôn. Ừ, tí thấy win rồi, bỏ win luôn, thấy AK rồi. Bình tĩnh bạn nè. Bình tĩnh bạn nè. Giật hết cả lùi. Giật hết cả lùi. Sao nó ít máu vậy? Một viên AK nằm mẹ ơi. May là còn quách tỉnh chạy được vào đây đấy. Bắn nhau này, bắn nhau xong rồi sẽ đi đâu ta? Ê chạy kìa, bạn ơi ở đây chưa bắn nhau xong chạy đi đâu vậy? Mà nó phanh lại cam thì nó sẽ đứng ở đấy. Móc đi.
có cái tảng đá to thế. Mà nấp sau tảng đá là ăn loèn. Hey, đúng nó nấp sau tảng đá thật. Nhưng ngoài tảng đá này hí, ai hi hi, ngồi lại cam à. Móc hoài. Đâu rồi? Thằng kia thì điêu bắn. Đâu rồi? Đã đéo có nước rồi. Mấy cái thằng này. Ơ có thằng chạy kìa. Thấy luôn. Mẹ em đang định ra đánh thẳng mặt bị kẹt ngay cái chỗ này. Thì mẹ chạy là ngó cái là chết rồi. Thôi, xin lỗi. Lỗi tao bắn mày một phát, tao xin lỗi. Ui sợ lắm rồi, sợ lắm rồi. Ê đi trèo lên ăn cứt à. Đứng đâu ấy, làm tí tỉ thí bạn ơi. Mấy kêu rồi, ổn kêu rồi, hình như nó ngồi ở đây này. À đâu phải, à đúng, à mà không phải, nó có thể là đúng. À, nó đứng đây này, thế thôi. Ê, có thằng nữa đang bắt nó kìa. Ê, đằng sau kìa, đằng sau kìa. Đằng sau kìa. Đúng rồi, thằng kia nó đi đây rồi. Ôi trời ơi, nói thế rồi, không nghe gì cả. Dốt thật ý. Không, lút thằng này đi, tôi lút thằng này. Anh em mình như một team vậy. Ôi, còn nhiều đạn quá. Ông có ngắm sang tôi không đấy? Anh em mình hòa bình nhá. Đã hòa bình ở đâu, có X4 rồi. Chơi đeo mày. Ông đâu rồi? Ngó mặt ra thì bố mày sang tìm. Được không? Mẹ thằng ấy lúc xong đi luôn. Kiểu mẹ đi bây giờ. Từ đây sang cả đá này. Để chống quá. Đi về đây đi. Ê, bạn ấy nhìn thấy mình rồi. Đi, mình chui lại vào gốc cây. À, tảng đá được không? Ê, bạn ấy chạy đi rồi. Mình cũng ra vào mình chạy. Đấy, bạn ấy có tảng đá kìa. Nhà này mình táp chán thật đấy. Đừng. Ôi rồi. Nó cho ăn bom rồi. Đứng đây nó cho ăn bom rồi. Hết mẹ bom rồi. Nó ra bắn. Đau quá. Bắn AK.
Tao đấy. Bung hết giáp luôn rồi. Chơi vậy lùng. Ngu lên cao cho người khác bắn. Anh gì bớt ngu đi được không? Vượt bớt đi. Đến thêm 30 viên nữa cũng đéo cho. Hết rồi ta. Đi chưa? Ê, xong mà đi đường này à? Ui thế đằng sau mình còn nhiều á. Ôi đi, mẹ vừa nói xong kìa. Mẹ đang định gãi lưng. Gãi đã. Trận đéo là cũng 6-7 kin mà đéo được top 1 cay thật. Mẹ ra lút đồ lại chết nhảm cái lại ăn cứt này. Mẹ bắn lại xịn tí. Ôi dồi ơi. Thằng này nó AFK bây giờ nó mới vào chơi à. Có thể nghèo đến vậy được. Có lý. Đi thôi. Làm ngụm nước đã. Tiện làm điếu thuốc luôn. Ê, sợ thật. Nghe đâu đó có tiếng xe kìa. Đi đã, bao sắp rơi rồi. Đằng sau có người. Đằng kia nhìn như người ấy. Bắn ở đằng sau kìa. Đúng không ta? Đừng bom loạn quá, đéo nghe được cái gì. À, trước mặt. Bên trái trước mặt. Nó lại vớ vẩn, có thằng ở đây rồi, chết. Đường ra đường nào vậy? Thôi đi đường kia đi. Xe này. Mẹ ngoài vòng chạy vào nhìn ghê thật tiện. Đấy nó bắn tới đằng sau mà ta. Đây này, trên này này. Không nhảy được à? Xe, 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 xe. Xe. Máu hình như được hai phạt. Thế nên chung là có mấy thằng cầm ca vậy. À, quên tường xe nó. Nó đi đâu rồi? Đi
đi nhà mẹ thôi. Ủa, em 219 cơ. Đến như một cơn gió kìa. Ôi hai thằng luôn. Nhặt nhanh vậy. Táp thế mà không đi viên máu nào luôn. Nhát hơi bị. Tao là nhanh đấy. Ê, mẹ nhặt xong cái phải lên chỗ cover bắn nhau liền. Thấy con mè luôn. Hình như là vòng nó đéo ở đây thì phải. Tôi đi thôi. Ok, sao nó vẫn cứ đỗ ở đấy nhỉ. Bớt bắn đi mẹ, nó lại móc cho cái ăn cứt bây giờ. Cái bạn nhau rồi này. Vòng phải đi cánh bên đấy á. Mày có để thừa cái gì lại không? Ơ, khẩu mới kìa. Nhưng mà thôi đi thôi. Đã cần đâu. Có một vụ phanh xe bắn nhau không nhỏ đấy. Vô lý chứ. Có gì mẹ mày lại lật lại mày trêu tao à? Lại hết cả hướng. Ui, trên này có ốp à? Nhỏ lại cả người. Chẳng biết hướng nào về hướng nào. Chó gọi bắn bố mày ở trong kia nhá. Đứng mặt bố mày đấy. Cái thằng ốp với thằng K, thằng M24 vừa ở đây đâu rồi? Bắn đâu rồi? Đứa này bắn nhau rồi.
bon à bốn viên thì mẹ bắn vào chân yếu và lờ không trúng viên nào lờn vậy lờn người ta nó vẫn lấp ló ở đây có đéo ngó ra đây ờ làm gì tao bắn cái mẹ mày. Mày lại chạy ngược lại bố mày. Ý, hai viên vào đầu cũng không nằm luôn. Mày chơi vậy luôn. Thằng này đi ra bắt thằng cà. Mong đến rồi anh ca ơi, chạy đi anh ca ơi. Anh ca sát con mẹ vòng luôn. Anh ca ngó đầu lên kìa. Đây cái mũ nó thì mẹ mày hư nặng xịch rồi đấy. Ô thằng kia nó vẫn ngoài vòng à. Nó bắn nhau ở dưới thôi. Ô tham cái thính có chết không? Vậy thôi, không cần nhiều. Ai à? Cái xe của mình. Ô, làm thanh, làm thanh. Ôi. Nó bị đau đấy. Hai bắn vừa anh ca ơi, sợ quá. Rồi anh đi giết con nhà người ta luôn rồi. Mẹ ngay từ từng chân vậy.
Uy. Mẹ ngồi đây thằng ca lại cho viên vào đầu bây giờ đấy chứ. Nếu có bom để chơi với nó mới cày. Bốn đạn quá. Đi về được không? Một viên vào đầu rồi, đi mẹ. Mất mẹ giáp luôn kìa. Mày đéo chơi mày nữa đâu, có mày đi đây. Mày đến rồi. Trời, cái này ăn đạn vỡ mặt với nó này. Bạn chó mày đang ngoài vòng đấy. Cục đá vào vòng chưa? Đừng, cục đá chưa vào vòng. Vẫn còn một miếng. Ôi trời ơi. Ui bắn hay vậy. 1, 2. Thằng trong nhà, 3. Ok. Bắn thích teo luôn. Thế chuyện này mấy giờ chạy? Chắc tầm 5 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ rồi đấy. Thằng ca đã bắn được thằng này, nó chỉ ở hai nhà cuối thôi. Hả? Find the hole. Bùm. Cho thằng cánh phải chưa thấy chạy nhỉ? Vòng bên kia các bạn ơi. Mày vòng bom mình nhanh đấy. Mình đi trước vậy. Hello motherfucker. Đi mẹ chết mẹ ngoài vòng. Thằng kia nó cũng chạy đến đây rồi. Kia trong vòng. Đấy, hai thằng ôn này cứ nấp trong nhà đi. Mẹ đéo bắn luôn, đéo tin được. Chơi bởi hung hổ lên chứ. Hello Huy Nguyễn. Ấy chết mẹ rồi, có cái thằng nhà xanh kìa. Nằm xuống có sao không? Đấy, đừng có ngó ngó ra ngoài ăn cứt bây giờ.
Nhà xanh một thằng là biết vị trí một thằng rồi này. Để cây vào vòng chưa? Thằng này nó không đi cánh này rồi. Nhưng mà rất có thể nó đang ở đây này. Đấy đúng rồi, nó kia. Tự ném mù mình luôn. Ê vãi cả, bị kẹt góc nhìn luôn. Ôi mẹ, giật cá mình. Úi giời, 10 kill. Anh em đợi tôi tí nha, tôi chạy ra ngõ có việc chút, tầm 1 phút.